Kính thưa quý vị, công ty Yến Xào Rừng Vàng hôm nay tiếp tục đi kiểm tra một căn nhà yến tại xã Long Điền, huyện Phước Long của tỉnh Bình Phước, đây là xã Phước Long. Thì báo cáo quý vị là căn nhà yến này là làm bê tông, đấy tôi cũng nói làm bê tông như này. Thì làm bê tông nhà này thì được cái là làm tông thẳng đứng, nhưng mà tôi thì cũng có tư vấn cho khách hàng để cái làm bê tông đứng như này thôi và rửa xịt rất là sạch sẽ cái làm bê tông này và xử lý lại, chỉ cần làm lại vá thêm gỗ ở những cái vị trí đắc địa để trên, nhưng mà chủ nhà thì cũng là hào phóng nên là cũng bắt đầu làm lại cái làm bê tông là thay bằng cái làm gỗ dưới này. Thì về cái đánh làm bê tông thường là đóng nó sẽ thưa hơn là so với làm gỗ, ở nhà mà làm bê tông này đóng làm gỗ nó tương đối là thưa, nhưng mà công ty Sản Phẩm Vàng cũng làm lại thế này. Thì căn này thì làm từ 24 Tết của năm trước, đến mùng 4 Tết năm vừa rồi thì chúng tôi mới mở máy. Thì đến bây giờ chúng tôi có thời gian để chúng tôi đi kiểm tra lại yến thì báo cáo quý vị như vậy. Đây là cái thì căn nhà này thì cái lỗ chỗ này rồi chúng tôi mở ra rồi. Và đấy, mở ra lỗ này là cái chim đúng không? Đấy thì sau qua hơn 3 tháng thì chúng tôi kiểm tra lại thì báo cáo quý vị như này. Căn nhà này thì xuất phát điểm số 0 nhá. Đấy. Xuất phát điểm số 0 thì tôi sẽ quay lại từ cái cửa lỗ, từ cái lỗ này, cái hệ thống và dẫn này. Tôi sẽ quay lại để đánh giá lại để cho quý vị có thể quý vị làm nhá. Đấy. Thì trên đây thì đã có chim rồi. Đây, cái phần cái này với cái này. Ở đây dưới này có phần này. Phân mà không có phân không mà nó có cả cánh nhá, tức là cặp này đã ok rồi thế này, này khi mở này. Và đi theo vào trong đây thì giữa nhà thì cũng đã có mới mở rồi. Cái nhà nó thật sự quý vị là nhà làm bê tông này chúng tôi phải còn rửa sạch sẽ lắm và xử lý vi sinh, giúp đây là do cái sản phẩm của công ty chúng tôi phát triển. Thì quý vị thấy nó phát triển rất là đều những khe tường như thế này ha, quay rộng một chút xíu quý vị xem đây, quay rộng lên này, đấy là phân lên này này, đấy. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục để lại tiếp tục xử lý vi sinh tiếp theo ở những bờ tường như thế này. Thường thường là chúng ta những nhà kỹ thuật trước ấy thì người ta dùng ammoniac người ta xịt cái tường này rồi tất cả những cái mùi mèn rất là nhiều. Nên là anh em chúng tôi mà tiếp nhận căn nhà những căn nhà mà nó như thế này đấy, xử lý ammoniac ấy thì nó rất là nhiều công sức vào trong nhà, nó hầm lên rất là nhiều mùi ammoniac lên nên là chim không được mặn mà lắm, nhưng mà đối với nhà như thế này thì cũng là ok rồi. Đấy, tôi quay tiếp này, dọc cái bờ tường như thế này ấy, thì thực sự chim đã ở rồi, dọc theo bờ tường như thế này là chim đã ở này, này. Đấy, và chim ở rất là tốt nha quý vị. Đấy, tôi quay ra bốn góc tường. Một cái nhà chim mà để phát triển được thì bốn góc tường thì đầu tiên ấy là phải có chim ở đây. Đấy, ở đây này có cả những rìa lông đấy, người chưa có tổ đâu, ở trên đây rất nhiều chim đấy. Ok đấy. Đi vào đây đấy. Như thế này đấy, chim nói thật quý vị là đấy, chủ nhà cũng rất lăn tăn nhưng mà thật sự tôi nên kiểm tra thì ok mà. Đấy, tôi thì không có giấu giếm gì cả, căn nhà này nó có chim hay không có chim thì tôi cũng quay lại cho quý vị coi. Đấy, có chim rồi đây. Đấy, góc bên này có chim. Đây có chim hết này. Đấy, có chim hết này. Và tôi quay ở dưới nhà này. Ở dưới nhà cũng có chim này. Đấy. Ở dưới nhà có chim này. Đấy, lăng đắc chim hết. À, chỗ này cũng có non rẻ đông rồi, bay như thế này. Đấy. Thì trên đây tôi đóng gỗ này. Đóng thưa đâu, không đóng dày đâu. Đóng dày nếu mà cái lam bê tông nó sâu như thế này là chúng ta đóng dày vào để chim nó không lên được nhé. Không phải là công ty Yến Xào Rừng Vàng tham lam tiết kiệm đâu, lỗ cũng mở để chúng ta mở thêm cái lỗ như này đây, đây, đấy, và cái lỗ kia tôi mở, bên lỗ lỗ kia, và đấy thì cũng nói cho quý vị như vậy, nó đơn giản và đơn dẫn như thế này thôi, không có gì khó đâu, tôi hướng dẫn cho quý vị làm ở đấy, hướng dẫn ở đây là cái lỗ kia, đây giữa nhà của chị. Đấy, bây giờ hôm nay thì trước là tôi bịt rất là nhiều, hôm nay bắt đầu mùa mưa nên tôi đã phải khơi thêm khí rồi để cho nó cân bằng nhau về ẩm nhé quý vị. Hôm nay tôi phải khơi thêm khí nữa, đẩy cái này lên một chút xíu, cái này bịt rồi, phải mở ra đi.
nói điều chỉnh là điều chỉnh cái nhà chim thì sẽ phải điều chỉnh theo giai đoạn của con chim, chứ không ta không có thể là thích làm nào làm được đâu. Chim nào này rất là tốt. 3 tháng nhà này tôi mở từ 4 Tết đấy, tôi chỉ thấy một cái là chiều nay chim về là ok. Tôi xuống tầng nhà và tôi đã hướng ra công trình, tôi hướng ra công trình của chủ tịch tầng dưới là phải mở mở ống ra, hôm nay xử lý tương đối tốt cho ông chủ tịch bảo xong chưa? Ok xong chưa, xem là sao kiểm tra lại xem sao. Tôi biết tại sao phải mở ống ra, tại mùa này là mùa mưa nha anh hiểu không, mùa mưa ở ngoài cái ẩm rất là cao, khi mình đóng vào á là ở trong nhà thấp, ẩm trong nhà thấp ấy thì đồng thời nó chênh nhau về nhiệt nhiều nên là mình phải mở ra, thấy không? Đấy, mình mở ra. Tôi chim nó vào thôi. Thấy không? Quán khí. Đây này, tầng chim nó rất là đều này. Tầng nào có chim hết rồi. Chim vào rất là đều này. Thì cái tầng trên cũng như tầng dưới thôi. Là tầng trên này thì mình cũng làm cái lỗ mới đây này. Cũng làm một lỗ mới đây này, dẫn chim vô này. Đấy, chim chung là sự khởi đầu được đấy, không đủ ấy. Chưa được mỹ mãn đâu, nhưng mà mình cũng ok, không có này cả. Dạ, mới có được rồi. Sau nhà này sạch sẽ, giữa nhà có chim giữa nhà chim con này này. Bây giờ là vi sinh ấy, là anh sẽ xịt tường là chính nhá. Cái tường này xịt là chính này, xịt từ trên cái mép này xịt xuống cho em. Rồi né cái bãi phân này ra ha, bãi phân là mình né ra để cho nó còn giữ lại cái mùi nó tốt, mùi sinh cảnh nha, mình nên tạo lập ra. Anh xuống anh bật âm cho em đi, bật hai cái âm lên cho em đi, kiểm tra âm cho nó đều. Đây thì cũng báo quý vị là nhà này đây, tôi đã làm cái này đây. Đấy, tôi mở thêm một lỗ bên kia, mở cái lỗ bên này, chim con vô, đưa cái loa này xuống, đơn giản là đấy, ok thôi. Chít bít nữa là dài đấy, và mở âm rồi này, âm nào cũng đều hết. Rồi, âm nào cũng đều luôn. Rồi, chú chú kiểm tra là đúng rồi. Tắt âm để kiểm tra mở âm, rồi tôi sẽ tạm đi. Nhà này thì tôi mở máy là 14 Tết tại xã Nông Điền, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ở đây 14 Tết đến nay được mấy tháng rồi, hôm nay tôi kiểm tra. Thế báo cáo quý vị rằng đối với công ty Sài Gòn Vàng không có dấu kiếm gì cả. Làm báo cáo nếu hôm nay mà không nên mà không có con nào cũng quay xong rồi điều chỉnh tiếp. Thì đối với mùa mưa thì quý vị cũng mở thêm ống ra ngoài dùng chút nha, để cho nó cái nhiệt và cái khí để nó sẽ cân bằng hơn nha, nó cân bằng hơn về môi trường. Mở số 2 thôi, tăng cái tâm đồ lên một tí, lấy chân con thôi. Đây là trời, âm ru kêu vậy thôi. Thì trong giống thì nó là tăng rồi, chỉnh là chỉnh là hai rồi, ok đấy. Không lớn, thường thường cái âm của nhà đang được
tông nó sẽ vang hơn là so với cái âm của nhà năm gỗ nha. Cái nhà của anh nó cao lắm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.